Thời gian gần đây, người dân sống tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đang rất xôn xao về việc một anh nông dân đã nghĩ ra phương pháp trồng lúa lạ đời. Với phương pháp này, bà con không còn lo sâu bệnh tấn công nhiều, mà nhất là chi phí sản xuất lại giảm đến mức đáng kể. Với hỗn hợp chẳng có gì ngoài sữa tươi, vôi và trứng gà, ấy vậy mà việc trồng lúa của anh Dương Xuân Vũ ngụ tại ấp Hưng Hòa, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã làm nên chuyện với phương pháp trồng lúa hữu cơ siêu mới lạ. Anh Vũ cho biết đây là vụ đầu tiên anh áp dụng cách thức sản xuất này. Theo đó, phần đất đã được anh xử lý vôi kỹ trước khi xuống giống. Mỗi 1.000 mét vuông anh bón 40kg vôi. Đến khi lúa được 2 tháng tuổi, anh pha 30kg vôi cùng 2 bịch sữa tươi, 2 quả trứng gà vào bình 25 lít nước, rồi bắt đầu phun xịt. Tính đến thời điểm này, hiện tại anh đã xịt hỗn hợp này 4 lần. Để hỗn hợp dung dịch đạt chuẩn, phần vôi phải được ngâm trước đó 12 tiếng, sau đó mới tiến hành pha chế theo công thức có sẵn. Được biết, chính viện trưởng viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, ông Dương Hùng Đỗ, chính là người đưa ra công thức độc lạ này để anh Vũ canh tác lúa. Chúng ta xài tới giờ thấy là cây lúa nó phát triển cũng tốt và ít sâu bệnh. Đó, nhưng mà lúa thì phát triển tới giai đoạn này nói chung là cũng khả quan lắm. Chi phí thì nó nhẹ hơn so với phân hóa học cũng nhiều lắm. Tính ra một mẫu bây giờ mình làm là tầm khoảng 22 triệu tính các cái hết. Từ công làm đất cho tới khi mình thu hoạch đồ xong luôn đó là 22 triệu. Mà còn nếu mà làm dạng thông thường là phải từ 29 đến 30 triệu trên mẫu. Sau hơn 3 tháng canh tác, cây nở bụi nhiều, tỷ lệ hạt chắc đậu trên 80%. Hiện tại cánh đồng lúa quy mô 8 hectare của anh Vũ đang chín rộ, còn tầm 4 ngày nữa tiến hành thu hoạch. Do sử dụng giống lúa OM4900 sản xuất, nên anh Vũ dự kiến sản lượng sẽ tầm 7 đến 8 tấn trên 1 hectare. Lúa thu được sẽ được chuyển qua sản xuất gạo sữa mang thương hiệu sạch. Nhưng thay vì người canh tác thì cũng là nếu mà có xịt đi chăng nữa thì cũng không có tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật. Đó, chỉ là những cái sản phẩm đó thì nó an toàn cao. Mình dùng cái hạt gạo nó cũng là an toàn tốt cho sức khỏe mà. Từng bị nhiều người nói ra nói vào vì làm chuyện chẳng giống ai, thế nhưng hiện tại ruộng lúa của anh Vũ chính là minh chứng cho bước đi đầy táo bạo của mình để đem về trái ngọt. Với cách làm này, người con vùng đất Bảy Núi hy vọng phương pháp sản xuất nông nghiệp sạch sẽ ngày càng được nhân rộng hơn nữa, góp phần thay đổi tư duy làm nông cho bà con thời đại mới.